Chị nói lúc nào cũng sóng gió, lý do là chị chọn. Người ta đầu tư vô cho mình 50 tỷ mà nếu mình lỗ thêm 30 tỷ thì chẳng sao. Không biết rằng nó khó khăn đến như thế, lỡ phóng lao rồi á thì phải theo lao thôi. Mọi người nhìn mình rất là khác, kể cả những người thân nhất của mình. Gia đình tạo áp lực rất lớn nên nói mình phải đi ra thuê nhà trọ luôn. Mình cảm thấy rất là cô độc. Thì mình cứ lấy thằng sống mà những người chết, riết mình chết gắt theo đó luôn. Con người ở Việt Nam mình rất là giỏi. Đời anh đi dạy học chưa gặp học sinh nào rốt như mày. Cứu tụi tôi! Chị, chú ngủ đúng không? Đâu rồi. Xuống đi, thở đăng, thở đăng. Trời, sụt của ngập chai. Chào mừng các bạn đến với chương trình Cà phê Khởi nghiệp buổi sáng ngày hôm nay. Chắc hẳn là khi mà nhìn thấy các bạn khán giả rồi là cả hai chúng ta đều tươi tỉnh đúng không? Nhưng mà có một điều mà là Trai muốn hỏi Trinh này nha. Càng nhiều người thì đất càng chật ha. Mà nhà nó lại càng nhỏ đi. Nhưng mà mình lại muốn có rất là nhiều vật dụng. Vậy thì cái giải pháp mà là duy nhất để có thể giải quyết được cái vấn đề này nó là gì? Trinh có biết không? À, Trinh biết. Thì hả, Trinh thường hay giục bớt đồ ra ngoài đường. Tức là mua đồ mới. Thì mấy cái đồ nào cũ cũ mà không xài mình giục hết. Không biết bạn trai của Trinh á, hay là những người ở gần Trinh á, chắc là cũng Không có phàn nàn đâu, bạn trai hơi cũ giục luôn rồi. Bạn trai giục luôn. Rất là giục luôn. Nói chung là cái gì cũ mình đưa đi hết để cái mới thì cái nhà nào cũng mới hết, hiểu không? Không, cách là thay đồ hiện đại mà. Ý của trai nói là không phải là cái vấn đề là mình thấy cái này là nó chật chội quá là mình vứt đi. Vậy mình có thể kết hợp là nhiều thứ mà, được không? Đó, thấy chưa, tôi biết mà. Bởi vậy nãy giờ trả lời vui vui thôi, chứ cái ông này không biết hết câu trả lời, ông giả bộ. Ơ, giả bộ hỏi Trinh cái này, giả bộ hỏi Trinh cái kia, biết hết trơn là đang lừa lừa tôi để giới thiệu cho cái gì, đúng không? Ý đúng bạn rồi. Là sao? Ý bạn là muốn giới thiệu cái gì? Thì ý của trai á là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trong những cái vật dụng. Cái này là vật dụng, đồ vật ở trong gia đình. Nhưng mà là cái vật dụng này á, nó có thể có từ 2 cho tới 3 cái tác dụng ở trong gia đình lận. Sao nãy giờ ông nói quà tẹt, thưa quý vị hãy cùng đến với chủ đề là đồ nội thất thông minh đi. Ý tôi nói là tôi muốn kiếm một cái gì đó để mà giả bộ hỏi Trinh vậy thôi, để tôi hỏi hai người này còn hay hơn nè. À thôi, dạ, thì hai khách mời của chương trình nè. Xin chào Nhật Tâm và Minh Hiếu ạ. Đây là lần đầu tiên Trinh cũng gặp hai bạn luôn đó. Tâm ai Hiếu ạ? Hiếu. Dạ Hiếu. Chào Tâm. Đây Tâm. Tâm. Rồi, Tâm muốn ngồi đâu, Hiếu muốn ngồi đâu? Tâm muốn ngồi cạnh người đẹp. À rồi, vậy là Hiếu không muốn ngồi cạnh người đẹp. Muốn ngồi đối diện trai. À vâng. Đúng là sinh viên trường kiến trúc có khác, biết được cái sự phối màu luôn. Hôm nay là biết là chương trình ghế sofa nó màu xanh nên á phải chọn cái màu nó cũng xanh cho tiệp với cái ghế. Đúng rồi, là xong cái là ngụy trang luôn, là không thấy người luôn. Không thấy mời đâu hết. Nhưng mà bạn này là bạn Tâm đúng không ạ? Mình là Tâm. Đây là bạn Hiếu. Minh Hiếu và Nhật Tâm là có cùng tuổi không? Khác tuổi. Tâm lớn hơn Hiếu 1 tuổi. Tâm lớn hơn. Là cùng trường hay sao ạ? Tâm và Hiếu khác trường, Tâm học Văn Lang. Hiếu học kiến trúc. Vâng, thì đã đem là sinh viên kiến trúc, hàng chi. Thế thì bây giờ bạn sinh viên kiến trúc mình đại diện, mình giới thiệu cho mọi người biết về cái dự án đồ nội thất thông minh Flex của mình. Cũng là dự án mang hai bạn đến với chương trình Cà phê Khởi nghiệp đi. Cái dự án này là mình ấp ủ là từ hồi năm 2 rồi. Khi mà năm nhất mình lên đại học thì mình thấy là cái phòng trọ của mình nó rất là chật. Và mình tìm một cách nào đó để cho phòng trọ của mình luôn luôn thoáng. Tại vì mình lên đồ án mà nó cần không gian rất là rộng. Nên là có dịp thì mình làm một cái đồ án và mình tiếp xúc với nội thất thông minh thì mình thấy nó rất là hay, có thể được giải quyết được nhiều cái vấn đề trong căn hộ của mình. Nên là tới năm 4 thì mình mới đủ can đảm để mình tìm một cái hướng gì đó để phát triển nó lên. Và lúc đó tình cờ thì gặp được anh Tâm. Đây, để Trinh đoán nha, đồ nội thất thông minh có nghĩa là nó phải phát triển hơn bình thường. Ví dụ mình về nhà cái mình kêu cái bàn đâu, bàn chạy ra, dạ con đây, cái bàn đây, đúng không ạ? Hay là sao? Đây cái bàn mà biết nói với tôi không dám dùng đâu ha. Tối tự nhiên buồn đang ngủ cái nó chạy lên tâm sự chắc chết luôn á. Nhưng mà ví dụ là giả bộ vậy thôi chứ sao? Cái nội thất thông minh của mình á, mình hiểu bây giờ là đơn giản là mình sẽ kết hợp nhiều chức năng vào trong cùng một sản phẩm. Ví dụ như là bây giờ là cái giường mình ngủ, và khi mình ngủ dậy thì cái giường đó mình đâu còn tác dụng gì nữa đâu, thì mình có thể biến nó thành một cái ghế. Và cái giường đó thì nó chiếm rất là nhiều diện tích, thì cái ghế nó chiếm diện tích ít hơn. Vậy thì cái không gian của mình sinh hoạt nó rộng hơn. Tức là ở đây là mình định hình cái sản phẩm mình như là một giải pháp tiết kiệm không gian. Dạ. Và ví dụ như bình thường trong một cái căn phòng mà dạng như là chung cư á, thì cái diện tích nó rất là nhỏ, chỉ khoảng từ 15 đến 18 mét vuông thôi. Và khi mà chúng ta để một cái giường cố định vào thì nó chiếm là gần như là toàn bộ diện tích của căn phòng. Và là những cái vấn đề mà những cái nhu cầu sinh hoạt khác nó sẽ bị ảnh hưởng theo. Thì khi mà chúng ta cần, gọi là đến buổi tối chúng ta cần ngủ á, chúng ta chỉ cần việc kéo nó xuống
Và khi mà không sử dụng nữa, chúng ta chỉ việc đẩy nó lên thôi, thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian rất là rộng để mà chúng ta dùng cho những việc khác. À, hai bạn á, bạn Hiếu và bạn Tâm á, là có nghĩa như là mình không cùng tuổi, chỉ là cùng trường thôi, nhưng mà khác trường luôn. Văn Lang và kiến trúc. À, Văn Lang và kiến trúc. Ủa, nếu vậy thì cơ duyên nào mà khiến hai bạn gặp nhau, và cái điều quan trọng đó là hai bạn là đều có chung một đam mê là đều đồ thức thông minh, sau đó là hai bạn mới bắt đầu kinh doanh hay là sao? Cái cơ duyên này thì nó cũng tình cờ thôi. Tức là thông qua một người bạn thì Tâm được biết Hiếu. Và cũng ngay lúc đó thì Tâm cũng đang muốn ấp ủ là tự ra làm riêng một cái business của mình. Và cái ý tưởng của Hiếu thì Tâm thấy rất hay, và nó đáp ứng được một cái nhu cầu rất là thực tế của thị trường hiện giờ, nên Tâm đã quyết định bắt tay với Hiếu. Thật ra Trinh rất là thích cái lối sống này, bởi vì ở bên Nhật á, nhiều người á, người ta đề cao cái lối sống gọi là tinh giản, tối giản cái đồ vật ở trong nhà. Nhiều khi mở cửa ra cái phòng chỉ có đúng một cái giường và một cái tủ nhỏ xíu và một cái đèn, vậy là hết rồi. Không biết là đồ của họ cất ở đâu, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra không phải là cái nhà không có gì, mà tất cả những cái đồ vật bề bộn họ đã cất vào trong cái tủ âm tường nè, họ cất ở dưới sàn nhà nè, rồi ở dưới cái tủ nè, thậm chí ở trên bậc thang mở ra là lại có tủ đựng giày, rồi tủ đựng mấy cái đồ linh tinh gia dụng. Bếp cũng vậy, mọi thứ đều đã được gắn ở trên trần, chỉ cần mở kệ xuống là tất cả nồi niêu son chảo dĩa nằm ở trên những cái khay riêng, nên ở ngoài không còn xuất hiện đồ vật gì cả. Trinh rất là ấn tượng. Thì các bạn hướng tới cái định hướng đó hay sao? Thật ra là định hướng của mình là thứ nhất là mình tìm ra cái giải pháp giúp là tinh giản nhất cái không gian có thể. Và hiện tại thì thật sự là mình chưa có đủ tiềm lực để mình nói là, ví dụ như bây giờ mình nói một cái là nó chạy tới cho mình, thì thật sự là bây giờ là chưa có đủ tiềm lực để làm như vậy. Bây giờ là mình chỉ có thể là mình mong muốn, ví dụ như là cái góc này nó bề bộn quá, hay là mình muốn để nhiều thứ hơn vào trong đó thì mình có thể giải quyết được. Và đối với mình nữa thì không tạo thành những cái mô đun cụ thể, giống như là một cái giường mình đóng đại trà xong rồi mình bán. Thì bây giờ là ví dụ khách hàng thích thích thiết kế bỏ cái giường vào trong đây, thì mình sẽ có một cái giường cụ thể riêng dành cho từng khách hàng. Ở Sài Gòn hiện tại bây giờ, nếu mà tìm cái đồ nội thất thông minh á, không phải là hiếm, cũng có khá là nhiều nhãn hàng cũng như là cửa hàng bày bán rồi. Vậy thì cụ thể là các sản phẩm của cửa hàng của các bạn á, là Flex á, có cái gì đặc biệt? Đây là một cái loại hình nội thất mới, nên là người ta rất là kén và người ta giống như là tự đề cao mình lên vậy đó. Và khi mà khách hàng tìm đến họ, đa số là những sản phẩm đó là họ nhập, nên là giá của họ nó sẽ cao hơn là giá thị trường ở Việt Nam. Nếu mà mình có thể ở Việt Nam mình đóng ra cái sản phẩm đó, thì khách hàng có thể mua cái sản phẩm của mình với giá rẻ hơn nhiều so với đi vào cái công ty đó. Với lại là công ty của mình á, mới ra thì có thể là ít vốn hay là gì đó, nên là tụi mình không để hàng tồn kho, không để bất cứ hàng nào tồn kho. Ủa là sao? Tức là phương thức kinh doanh của các bạn không có hàng tồn kho, nghĩa là không có sẵn sản phẩm đâu để mà đến rồi đặt hàng, mà mình phải liên hệ trực tiếp bên đây để xem mẫu và tự thiết kế mẫu. Nó xuất phát từ một cái điểm yếu và bên Tâm biến nó thành một cái điểm mạnh. Tức là hiện thời là khi mà mới bước ra thị trường á, thì cái vấn đề về tài chính nó cũng khá là khó khăn. Cho nên hiện giờ nếu mà sản xuất ra và để tồn kho thì cái vốn nó sẽ bị giam lại. Cho nên Tâm tinh giản về cái bộ máy đi và hướng đến cái vấn đề order. Tức là khi mà khách hàng chốt được cái bản thiết kế rồi, chốt được bản vẽ rồi, bên Tâm sẽ bắt đầu đưa xuống xưởng để làm. Thì như vậy thì nó sẽ tinh giản đi cái bộ máy của mình và nó sẽ nhẹ hơn. Bên mình sẽ đi nhanh hơn. Những cái vấn đề, những cái bộ siêu kích cơ bản như catalog, rồi những hình ảnh bên Tâm đã từng làm, đã từng thi công, bên Tâm sẽ đưa hết vô để cho các bạn sale kinh doanh đi tư vấn với khách hàng. Và hiện giờ thì sản phẩm của bên Tâm cũng đã có mặt ở một số các cửa hàng ở Hồ Chí Minh, thì bên Tâm có thể là hướng khách hàng đến đó để mà xem sản phẩm. Vậy các bạn có trang web không? Có. Trên trang web đó là có hình ảnh của sản phẩm không? Có. Tất nhiên phải có. À, vậy thì nó cũng tiện lợi chứ nhỉ? Thật ra thì hiện giờ website giống như là một showroom online của chúng ta, và bất kỳ ai cũng có thể xem được. Nhưng mà người ta, ví dụ như là khách hàng họ muốn sờ tận tay, xem tận mặt, thì bên Tâm sẽ giới thiệu họ đến những showroom, những cửa hàng, và những cửa hàng đó nó sẽ đóng vai trò những showroom của Tâm. Vậy là các bạn bao giờ gặp một cái ca nào mà khách hàng đòi hỏi những thứ nó rất là quái đản không? Kiểu như là kết hợp giữa hai thứ mà nó không hề liên quan tới nhau. Cái đó thì có. Ví dụ như, nhưng mà là cơ bản á, thì nhu cầu của mình là ví dụ như là giường kết hợp với ghế sofa, giường kết hợp với bàn làm việc, giường kết hợp với bàn ăn. Thì tại vì một cái list sản phẩm mình đưa ra là hầu như là đã nằm ở trong suy nghĩ của khách hàng rồi. Theo tới bây giờ thì khách hàng chưa có yêu cầu vượt quá cái list sản phẩm của bên Flex đưa ra. Nhưng mà nếu như cái sản phẩm nào đó Flex chưa hề nghiên cứu thị trường, nhưng mà khách hàng đã trải nghiệm rồi ở nước ngoài hoặc đã xem qua video clip, thì các bạn có
được làm được những cái điều đó theo yêu cầu khách hàng không? Chẳng hạn như một cái tủ giày xoay mà ở trong một cái khuôn viên nhỏ như vậy, mà cái tủ giày nó có thể có nhiều cái kệ khác nhau, nó xoay ra hướng trục. Vâng. Fred có thể là làm được và nghiên cứu được. Hiện giờ thì đội ngũ Fred thì Tâm rất là tự tin, tại vì ngoài Hiếu ra thì còn lại 4 bạn kiến trúc sư nữa, và có thể là làm một cái nhiệm vụ là nghiên cứu và tìm tòi về cái sản phẩm. Thì cái xoay theo trục đó thì Tâm biết cái đó, tức là nó có thể nó là tủ kệ, hoặc là có thể là nó vừa là tủ kệ kết hợp giường luôn. Và khi mà cần thì mình chỉ cần xoay nó ra thôi, thì nó sẽ xoay cái mặt kệ của mình ra, hoặc là mình xoay ngược lại thì nó sẽ biến thành cái giường. Tâm biết cái đó. Việc mà mình đang trò chuyện với nhau trên truyền hình như thế này cũng là một cách làm tiết lộ ý tưởng và hình thức gia công. Các bạn có sợ là một số những cái mẫu trên catalog hoặc là chỉ điểm đến các showroom đã có sẵn sản phẩm á, cũng là một cách tạo thêm đối thủ cạnh tranh hay không? Thật ra thì Tâm không sợ đối thủ cạnh tranh, cũng như không sợ về ăn cắp ý tưởng. Thật ra ví dụ như chúng ta lấy ví dụ về Apple ra, sau đó thì khoảng 2 năm sau Samsung cũng chạy theo. Và tức là một sản phẩm thật sự rất dễ bắt chước, chúng ta không giấu được sản phẩm, nhưng chúng ta có thể đưa ra những cái lợi thế cạnh tranh chỉ có riêng Flex mới có được mà thôi. Hiện giờ thì Flex có một bộ máy tinh giản, có được một cái giá cạnh tranh, và ngoài ra thì Flex có được một cái chế độ bảo hành rất tốt. Dạ, là không trưng trổ hết tất cả võ công của mình mà chỉ nhá hàng những hàng cơ bản. Thật ra Tâm nghĩ là bất cứ cao thủ nào cũng sẽ có một cái món đòn họ giấu bên trong. Trinh biết là công ty mình thành lập chỉ mới có năm ngoái, cuối năm thôi, tới bây giờ cũng chỉ có vài tháng thôi. Thì đối với các bạn đánh giá là mọi thứ là đang thuận lợi hay là vẫn còn có nhiều thứ phải học hỏi? Như hiện giờ báo cáo kinh doanh của Tâm mới gửi cho Hiếu hôm qua thì đang rất thuận lợi. Rất thuận lợi là thuận lợi cỡ nào ạ? Có nghĩa là hiện giờ thì lời trong hơn quý này mình dự đính à? Trong quý này thì Tâm đã đi được 1/3 so với là mục tiêu doanh thu đề ra. Và với một công ty còn non trẻ, thật sự với Vết hiện giờ vẫn còn non trẻ, thì Tâm thấy hiện giờ doanh số như vậy là ổn. Và Tâm đang muốn tăng nó lên gấp đôi gấp ba trong năm nay. Trinh à, tại sao nãy giờ các bạn nói thấy có vẻ thuận lợi quá nhỉ? Không biết là trong cái hành trình mà là đi đến Flex thời điểm hiện tại là các bạn có trải qua cái khó khăn gì không? Thì chắc chắn là ai làm cái gì cũng phải có khó khăn rồi. Thứ nhất là khó khăn mà Hiếu cảm thấy là đặc biệt nhất đó chính là khó khăn ở cái con người. Thật sự là mới ra thì hai anh em quen biết nhau, chỉ mới quen biết nhau thôi. Rồi sau đó là phải kết hợp với nhau làm việc, mà làm việc phải cho ăn ý nữa. Thì là hai anh em phải có một quá trình gọi là trao đổi rất là nhiều. Có nhiều khi mà xung đột mà hai anh em là cãi mà không nhìn mặt nhau luôn. Mà một vài ngày thì chắc chắn là anh em trong công ty rồi, thì phải tìm cách giải quyết nó. Mà nếu mà khi mà tìm cách giải quyết được á, thì mình sẽ hiểu nhau và mình có thể làm việc tiếp được. Dạ. Nói chuyện thì nhìn thấy Tâm có vẻ là một người rất là cương nghị, có một chút nghiêm túc và thậm chí là hơi khó tính, nhưng lại có thể nhìn người rất là nhanh. Còn Hiếu á, thì chứ lại có cảm giác là Hiếu khá là nhanh, quyết liệt, nhưng mà đôi khi hơi ẩu, đúng không? Đúng. Nhanh quá nên mình không có kiểm soát được. Cuối cùng lại chọn Hiếu để mà hợp tác. Tâm có nghĩ rằng mình đã chọn đúng người hay không? Thực ra thì Tâm đã từng stop được khoảng 5 lần. Và quy mô nhỏ thôi, nhưng mà hầu hết là cũng thất bại. Khoảng thời gian hiện giờ thì Tâm đi làm kinh nghiệm thì cũng phải được 5 năm. Và Tâm nhảy cũng rất nhiều công ty, thật sự là nhảy rất nhiều công ty. Trên 10 công ty trong vòng khoảng như đó. 5 năm 10 công ty, vậy là mỗi công ty làm có 6 tháng rồi văng. Không đâu. Trung bình khoảng từ 3 đến 4 tháng. 3 đến 4 tháng là văng. Đúng rồi. Nhưng mà Tâm được... Không phải. Xin nghỉ chứ không phải bị đuổi. Xin nghỉ. Đây là người có nhiều kinh nghiệm, hiểu bảo. Hiếu có phải là người giống như Tâm không? Không phải. Thật ra là chọn một công ty là... Đối với Hiếu là Hiếu sẽ chọn một công ty lớn và Hiếu xin và Hiếu làm. Sau đó là Hiếu sẽ học hỏi được kinh nghiệm quản lý ở trong đó. Rồi khoảng chừng nửa năm tới một năm là Hiếu sẽ xin nghỉ. Trong cái thời sinh viên của Hiếu thì Hiếu chỉ chuyển 2 công ty thôi. 2 công ty lớn. Rồi sau đó mình ra mình tự đi làm riêng, freelancer một thời gian. Và sau đó là cảm thấy là đủ kinh nghiệm rồi. Thì mình mới bắt đầu. Vậy là cái người thật ra bột chột hơn lại là Tâm. Chứ không phải là Hiếu. Nhưng mà cũng đã nếm trải kha khá cái mùi kinh nghiệm thất bại rồi. Đi du lịch nhiều đó. Từ công ty này qua công ty nọ. Được một cái là Tâm thấy Tâm có cái hay á. Tức là khi Tâm vô bất kỳ công ty nào, Tâm sẽ đều học rất nhanh về cái mô hình công ty đó và cách làm việc của công ty. Ngoài ra thì khi mà mình đổi nhiều môi trường, mình sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với lại nhiều người giỏi.
nhiều người hay, nhiều cái để mình học. Thì giống như là Tâm đi du học thôi, như Trai nói. Thì Tâm đi du học cũng được là hơn 10 công ty rồi. Và Tâm có được một cái kinh nghiệm đúc kết về sale, về marketing, về quản lý. Dạ, còn trẻ mà cũng đã nhảy việc trên 10 công ty. Rồi mỗi công ty làm khoảng 2-3 tháng, sau đó tự động xin nghỉ. Sau khi đã quan sát hoặc là copy được cái mô hình công ty rồi, là gián điệp cho công ty bản thân đúng không? Tổng kết lại thì những cái dự án mà bạn đã thất bại mang cho bạn những cái kinh nghiệm gì, và đó là những dự án nào ạ? Hồi trước cái mà mình thích nhất á, là hồi trước là mình ở Thanh Đa thì mình muốn bán sữa bò tươi. Ở Thanh Đa thì mình nghiên cứu thị trường là có 23 chung cư, và tổng ra thì cũng được là hơn 1.000 mấy đến 2.000 căn hộ, chủ yếu là hộ gia đình. Thì chỉ cần là một người chỉ dùng của mình 1 lít sữa thôi, thì mình một tuần thì mình có thể bán được là từ 1.000 mấy cho đến 2.000 lít sữa chẳng hạn. Như vậy thì cũng đi tìm nguồn rất là nhiều nơi, xong rồi về cũng mua máy móc này nọ về để mà thanh trùng, cũng làm bộ nhãn thương hiệu, cũng đóng chai. Thì thời gian đầu bán rất là được, một ngày khoảng từ 70 đến 80 lít. Nhưng mà sau đó thì dần thì cái số lượng nó giảm lại, do không phải ai uống sữa tươi cũng được. Khách hàng người ta cảm thấy không hài lòng, mình sẽ có những cái biện pháp nào? Hoàn lại tiền, xin lỗi, hỏi thăm, hỏi cô mua thuốc chưa, tụi con đi mua thuốc giùm cho. Thôi cảm ơn. Đúng là họ sẽ không mua của mình, nhưng mà mình phải hỏi. Dạ, cũng cực khổ vô vàng luôn. Ở trường kiến trúc người ta dạy nhiều về kiến thức chuyên môn mà vẽ vời, nhưng mà có dạy bạn về cái chuyện là tất cả những cái ý tưởng của chúng ta nên được biến thành những cái kế hoạch cụ thể hay không, mà tự bạn có thể chuyển hóa nó thành những cái folder trên máy tính, mà cứ lâu lâu rồi lại bổ sung thêm những ý tưởng mới rồi hình thành thành một cái sản phẩm. Có chứ. Tại vì trường Hiếu học á thì đào tạo cũng khá là bài bản, tức là đào tạo sinh viên ra là phải biết về nghệ thuật và cũng phải biết về kinh tế. Tại vì làm nghệ thuật đơn giản khi đi ra thì mình cũng phải làm việc kinh tế thôi, nên là phải đào tạo cho sinh viên biết về cả nghệ thuật lẫn kinh tế thì sau này ra mình mới có thể làm được. Nói một chút về gia đình của hai bạn đi. Gia đình có hỗ trợ nhiều cho những cái dự án này không? Thật ra thì gia đình mình thì không hỗ trợ nhiều, thật ra không ủng hộ nhiều. Do hồi trước giờ thì mình từng thất bại nhiều lần. Và khi mà mỗi lần mà mình về dạng như vui vui miệng mình cởi ra thì thường là gia đình sẽ ngăn cản. Vâng. Và hiện giờ thì business hiện giờ với Hiếu là Tâm đang tự biên 100%. Kiểu như là lỡ rồi đó, thấy không? Bây giờ con nó lỡ làm rồi, bây giờ mà ba mẹ mà không cho con làm nữa là chỉ có nước là đổ nợ thôi. Hay là bây giờ là Trinh cho Trai hỏi về giá đi. Giá cả của các sản phẩm của bên Flex của mình là bao nhiêu, cũng như là thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất có thể là bao nhiêu? Hiện giờ như Tâm nói, Tâm đang muốn bán cho một thị trường chung, và cái khách hàng hiện giờ Tâm xác định là những người sở hữu căn nhà đầu tiên của họ. Và như vậy thì Tâm phải bán giá, thứ nhất là giá cạnh tranh với đối thủ, thứ hai là giá phù hợp với lại cái đối tượng của mình. Thì hiện giờ một cái giường và tích hợp thêm một cái chức năng nữa thì dao động thì có thể là thấp hơn thị trường khoảng từ 10 đến 15%. Thứ hai là Tâm cho họ thêm cái giá trị cộng thêm là bên Tâm sẽ decor miễn phí cho họ và cái thiết kế nội thất. Thì như vậy thì mình đã cho họ thêm những cái giá trị cộng thêm. Thôi hãy quên những khó khăn đi, bởi vì chúng ta phải ráng chịu cực để sau này mình chịu khổ nữa, hiểu không? Rồi bây giờ mình thay đổi không khí một chút nè. Nãy tới giờ là mình nói nhiều về cái vấn đề là hai bạn kết hợp như thế nào, nhưng mà là chúng tôi vẫn chưa thấy được. Hay là bây giờ chúng tôi sẽ đưa hai bạn đến một cái thử thách của chương trình đề ra. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn tới rồi. Thường thường có người hay nói tôi là rất là ham ăn, nhưng mà bây giờ tôi chưa đòi hỏi ăn gì hết mà lại nói là giờ ăn tới rồi là sao? Thì thấy chuẩn bị gì mà nước cam, nước cho người ta chứ không phải là cho mình. Ủa vậy hả? Ừ, rồi bây giờ trên tay của Trai là có hai cái hũ thủy tinh, thấy không? Thăm trong đây là khác màu hết. Này, cầm đi. Cầm cái này cho. Rồi, nói chung muốn cầm hai cái luôn cũng được, tại vì Hiếu xa Trai quá, thấy không? Bây giờ là mỗi người chọn một màu thăm nha. Mỗi người cái thăm này quyết định thăm quan trọng nè. Đó. Rồi sau đó là mỗi người tự bóc ra cho mình ba lá thăm. Từ đây. Cái này là do sự lựa chọn của các bạn nghe. Ở đây hên xui nha, tôi không biết nha. Trước mặt các bạn là rất là nhiều vật dụng, đúng không? Đã thăm đây. Mình có gia vị nè, rồi mình có đồ ăn nè. Thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra
đối với hai cái lá thăm này là khi mà chọn ra hai cái lá thăm ngẫu nhiên thì hai bạn phải kết hợp hai thứ đó lại với nhau và hai bạn phải ăn. Thăng 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 thăng. Nói chung là hên xui nha. Ấy thí dụ cái mắm tôm ăn với trái nhãn làm sao? Ai biết. Rồi sao mời hai bạn chọn đi. Chọn đi, một cái rồi. Mỗi người một màu. Xanh, em xanh đó. Rồi xanh. Xong. Xin mời Hiếu đọc trước ạ. Chúng ta đang thấy sự kết hợp giữa món. Quá ngon, nước ngọt. Nước ngọt. Nước ngọt. Dạ. Tương đen. Tương đen. Nước ngọt và tương đen. Rồi. Nước ngọt. Đây. Chọn nước cam hay là nước gì? Nước cam. Bóc ra rồi đó. Bóc ra rồi. Nước cam nha. Ok liền. Một giọt ok. Rồi, bởi vậy tôi mới nói là nhiều nước cam mới xuống đi cho nó dễ uống. Cứ cãi tôi không hà. Rồi, rồi, rồi. Đó. Rồi. Đây, đây, đây. Tôi thấy là nó không tan rồi đó. Nó kết tủa rồi. Cái này là chè đậu đen. Dạ, quán em xin tân tình phục vụ anh chị. Dùng đi. Đôi tân lan tân nương. Cái này được gọi là mình uống dao bôi nè. Thôi em nhỏ nhưng em phần hơn. Cái này là em uống nhiều còn nhiêu anh uống. Để coi. Dao bôi đi, dao bôi đi. Công ty à. Dao bôi đi nè. Đồng sáng lập mình dao phải. Dao bôi đi. Mình phải đồng lòng với nhau chứ. Vượt khó khăn. À ngon quá. À. Em ăn gì dai quá à. Ngon quá rồi, bây giờ lên. Tự tay bóc ra nha. Chắc lạ. Hồi nãy là tôi cũng đã lén nhìn rồi đó. Hiếu, Hiếu sao ngon không Hiếu? Cái món nãy ok không? Ok. Ok đúng không? Rồi bây giờ Hiếu đọc ra bạn bóc trúng cái gì? Nhãn. 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 Tươi xanh. Dễ. Trái cây mà. Còn tôm. Mắm tôm. Ok, mắm tôm. Hey! Đúng luôn, mắm tôm. Tôi nghi lắm mà. Cái bên đỏ, cái bên đỏ này là toàn là những cái quỷ quỷ gì đâu đúng không? Đây nè, cái bên cái quỷ quỷ bên xanh. Nè, bây giờ á là để tôi phục vụ luôn nha. Để em phục vụ mắm tôm. Là mình phải bỏ đằng miếng nè. Ừ. Đó, bỏ đằng miếng nè. Trời ơi, nhãn này ngon lắm á nha. Nhãn Long An đàng hoàng chứ đừng có đùa, 3.000 một ký. Hai người ăn trái hả? Đâu có đâu, mọi người ăn trái. Ôi trời, cái mùi này tôi không ngửi được. Cái này nó gớm lắm đây nè. Thì cái mùi này tôi không có ngửi được. Đó, thôi topping. Ờ topping cái gì topping vậy? Topping dessert. Topping dessert cái gì thì thiệt tình á, vậy là khách hàng chửi liền, ít quá. Rồi đó. Khoan nha, từ từ. Mình ăn là cũng phải có hội có phường đàng hoàng chứ mới ăn được. Rồi xin mời bạn. Rồi, cảm ơn trời. Cũng đi, cũng đi, cũng đi, cũng đi. Vô. 50-50. Sao ạ? À, cái vị nó như thế nào? Đây là một sự kết hợp không chính thống nhưng mà cái vị rất đặc biệt đúng không? Dạ, Hiếu sâu vậy Hiếu? Khuyên hai MC nên ăn, nó rất là ngon. Ngon thật không? Mình có thấy có vẻ ổng nói thiệt lắm đó. Chừng cái tay như thế này này. Cái đai là không ăn được rồi. MC ăn đúng không? Thôi ăn thử, nghe nói ngon, thử thử. Ê, ê. Thôi ăn, ê, khán giả à, khán giả à. Bạn đừng có quá khích. Bạn đừng có quá khích như vậy. Đi về nè. Đừng có quá khích như vậy. Không, làm người ai làm thế đúng không? Nhưng mà không làm thế ai làm người. Không biết ông này từ đâu đến mà có vẻ như là ông hào hứng quá nhỉ. Đến từ nơi cần đến. Đây là anh đi. Ngon. Nữ MC có ăn không? Thử luôn. Nghe bọn nghe nói là nhiều người có ngon. Thôi bây giờ mình tiếp tục đi. Hai cái thăm còn lại đây. Để xem món ăn tiếp theo là gì. Lâu lâu mình phải trải nghiệm cái mới chứ. Bên đây là chè. Thang 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 thang. Nó có sự sắp đặt không ta? Nó có một sự sắp đặt. Còn bên này là gì? Nước mắm. Nước mắm. Nó có một sự sắp đặt không hề nhẹ với đây, cái này còn đỡ hơn là chè với mắm tôm nha. Đó, bây giờ giữ đi, Trinh đi lấy nước mắm cho nè. Tôi ghi mong rồi nha. Ủa, ghê nói tôi ghi mong rồi nha. Có món mới ăn nè, chè với nước mắm. Trai có muốn ăn tiếp không? Không, 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 tôi xin luôn đó, trời ơi. Thú thiệt với các bạn là trai không ăn được mắm tôm. Cho nên á, hồi nãy khi mà làm bỏ vô họng xong cái là chỉ có muốn đi uệ thôi. Đi gặp chị Huệ liền đó. Lời gặp chị không? Chị nói sao? Khỏe không em? Không khỏe chị ơi. Thôi ráng đi em, vì kiếm tiền mà. Trời ơi, thương quá.
Sao món này ngon hơn mắm tôm với lại nhãn không? Nó tệ hơn rất nhiều. Tệ hơn rất nhiều hả? Nhưng mà đừng có ăn trai ơi. Không có dám ăn sao đâu, hiếu, thiệt. Giống chiên cho ẩm thực quá vậy. Rồi. Cái ông này biết rồi nghe, cái miệng ổng cái gì vô cũng ngon hết á. Thêm muỗng nữa nè, ngon. Nè thôi, nó cho miếng tương ớt vô ăn cho nó ngon thêm nè. Không biết rồi, trên muốn biết thôi. Tại vì nước mắm nó chỉ vòng vòng thôi, mình môi dưới mình ăn nó vẫn ngọt. Thông minh. Đúng rồi, trong cái khó nó ló cái khôn đúng không? Coi như đã vượt qua thử thách xuất sắc rồi. Trai cũng xin chúc cho cái công việc làm ăn của các bạn, cụ thể là mặt hàng về Flex, sẽ luôn luôn phát triển và cũng như là gặp thành công trong tương lai nha. Cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình đến đây tham gia cuộc chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp. Một lần nữa xin cảm ơn Nhật Tâm, xin cảm ơn bạn Minh Hiếu, Hà Trinh và Ngọc Trai. Xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Xin chào.